Tuyến đường sắt thống nhất của Việt Nam đứng ở vị trí đầu tiên trong 9 hành trình du lịch bằng tàu ngoạn mục nhất thế giới, xếp hạng của chuyên trang du lịch quốc tế nổi tiếng Lonely Planet. Tuyến đường sắt với quãng đường là hơn 1.700 km khởi hành từ Hà Nội và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh, được Lonely Planet đánh giá là hành trình đường sắt hoành tráng đáng kinh ngạc. Chuyên trang này mô tả có rất nhiều điều kỳ diệu với du khách du lịch bằng tàu hỏa, từ việc đi xuyên qua các thành phố lớn đến vùng nông thôn yên bình, tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu hay chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc lịch sử văn hóa. Trong danh sách này còn có một số tuyến hành trình đường sắt ngoạn mục khác là tàu California Zephyr của Mỹ, đường sắt hồ Titicaca của Peru hay là tàu đêm Caledonian Sleeper của Vương quốc Anh. Vâng ạ, và bằng cách lựa chọn tuyến đường sắt Bắc Nam thì du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy một Việt Nam đa sắc màu, hội tụ đầy đủ những nét đẹp của cảnh quan thiên nhiên và con người. Mặc dù thời gian di chuyển thì dài, nhưng mà chuyến hành trình xuyên Việt này sẽ mang tới những trải nghiệm thực sự tuyệt vời và khó quên ạ.